Chào các bạn, bữa nay mình làm món mứt gừng dẻo để đón Tết. Sẵn đây mình cũng chia sẻ với các bạn cách làm mứt gừng dẻo. Món này làm như thế nào thì mời các bạn cùng làm với mình nhé. Ở đây mình có 300g gừng. Mình làm mứt gừng thì cũng đừng mà gừng cũng đừng có già quá và cũng đừng có non quá các bạn, vừa vừa là được rồi. Còn khóm thì 100g khóm. Còn phần đu đủ thì đây là 500g đu đủ. Đu đủ thì mình làm mứt dẻo thì mình lựa đu đủ cho nó xanh đó nha các bạn, nó còn xanh á, nó còn non càng tốt nha các bạn. Mình làm mứt gừng dẻo nó mới ngon nha. Rồi bây giờ mình đi gọt gừng. Trước khi mình gọt gừng thì mình chuẩn bị một tô nước. Cái này là tô nước chanh nè, mình nặn vô nửa trái chanh và nửa muỗng muối để mình gọt gừng mình ngâm đó các bạn, ngâm gừng cho nó trắng. Rồi bắt đầu mình gọt gừng nha. Gừng á, mình muốn gọt cho nó dễ thì mình ngâm nước trước nè. Cái này mình ngâm nước trước, mình rửa cho nó sạch rồi nè. Mình ngâm nước mình rửa cho nó sạch đó, nó dễ gọt. Gừng nãy giờ mình gọt vỏ xong rồi nè các bạn, mình ngâm nước muối với nước chanh nè. Bây giờ mình đi rửa lại cho nó sạch là mình sắc nha. Mình ngâm gì đây được rồi, mình không cần ngâm lâu ha. Gừng nãy giờ mình rửa sạch rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình đem đi sắc ha. Mình sắc ngay chứ mình không có bào nha. Gừng mình làm mứt dẻo mình sắc nó ngon hơn. Sắc miếng dài dài gì đây nè. Gừng mình hơi sắc mỏng mỏng thôi, sắc sợi dài nha. Mình xào mứt dẻo này mình, nếu mà các bạn thích ăn cay nhiều thì các bạn làm gừng gấp đôi đu đủ ha. Còn mình làm mình cay, mình ăn cay nhiều không được, mình làm đu đủ nó nhiều hơn gừng nha các bạn. Mình sắc mỏng mỏng gì đây là được rồi nè. Đu đủ với gừng mình đã sắc xong rồi nè các bạn. Gừng á thì mình sắc cho nó mỏng thôi ha. Lần khi mình luộc á nó ra cái chất cay ha, còn phần đu đủ thì mình sắc cộng nó hơi to hơn. Cộng nó to hơn gấp 2 lần miếng gừng nha các bạn. Đu đủ mình sắc mỏng quá thì mình xào nó bị nhừ đó. Cho nên đu đủ mình phải sắc cộng cho nó to hơn miếng gừng. Còn cái phần gừng á thì mình ướp đường, cái này 50g đường là mình ướp vô. Còn cái này là muối thì mình ướp vô gừng. Một muỗng canh muối dung. Còn cái phần khóm nè thì mình sắc nhuyễn ra gần hồi lận mình ngào với mà đu đủ nha các bạn. Đường nè thì mình bỏ vô đây là cho nó tan ra, mình ngâm mình bỏ vô đu đủ nè cho nó teo lại lận cho miếng đu đủ nó được trong á các bạn. Còn gừng á thì mình ướp muối vô lận cho nó bớt cái chất cay á. Rồi bây giờ mình bỏ nên mình ướp nửa tiếng rồi mình quay lại nha. Khi mình ướp mình cũng phải trộn lên cho nó đều ha, trộn cho nó thấm lại nó xèo lại. Rồi bắt đầu mình để đây nửa tiếng. Gừng với đu đủ nãy giờ mình đã ngâm được 30 phút rồi nè. Bây giờ gừng nó cũng đã thấm muối, nó cũng chảy nước ra nè các bạn. Còn đu đủ thì nó cũng đã xèo lại nè, mình thấy cộng đu đủ nó đã trong rồi nè. Rồi bây giờ mình bắt nước lên mình luộc gừng ha. Còn phần đu đủ này mình ngâm lại một chút nữa đi. Rồi chừng nào mình rửa gừng rồi mình rửa đu đủ luôn. Mình để đây một chút nữa rồi mình rửa luôn. Bây giờ mình đi luộc gừng. Bây giờ mình bắt nước lên mình luộc gừng ha. Nước cũng đã nóng rồi nè. Mình đổ gừng vô mình luộc nha. Mình đổ đã vô luôn. Mình không cần rửa ha. Còn nước muối rồi mình bỏ vô mình luộc luôn. Mình luộc gừng thì mình phải vắt chanh vô nha các bạn. Mình vắt chanh cho gừng nó được trắng hơn đó. Bao nhiêu gừng đây thì mình vắt một trái rưỡi chanh là được rồi ha. Cho nó hơi có vị chua chua đó. Bây giờ mình vắt chanh vô ha, mình lấy cái hộp ra. Mình vắt chanh vô mình luộc gừng đấy, nó cái trắng đẹp lắm các bạn. Mình mà luộc gừng á thì mình bỏ chanh với muối, mà hồi nãy mình ngâm nước muối rồi á. Mình không còn bỏ muối nữa, mình chỉ vắt chanh là được rồi. Bây giờ mình luộc cho nó sôi bừng lên khoảng 10 phút ha. Cho bớt cái chất cay của gừng á. Rồi mình mới đi rửa lại nha. Gừng nãy giờ mình luộc gì đây là được rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình đi rửa gừng cho nó sạch thật sạch ha. Lúc mình rửa gừng mình không quay ha. Mình chỉ rửa cho nó sạch 3-4 nước cho nó sạch. Mình vắt cho nó hết cái chất muối và bớt cái chất cay là được ha. Còn phần đu đủ mình cũng đi rửa luôn nha. Đu đủ với gừng nãy giờ mình rửa sạch, mình cũng đã vắt nước xong rồi nè các bạn. Mình cân là nửa ký.
Thường á, mứt á, thì mứt dẻo á, thì ký mình ngào ký đường ha, một nếu mà không ăn ngọt á, thì một ký mình ngào 800 gram đường thôi ha. Còn cái này là của mình là nửa ký, nửa ký thì mình ngào 400 gram đường, rồi ngào thì có mè rồi và đậu phộng khóm. Cái này nếu mà các bạn ăn đậu phộng nhiều thì 300 gram hoặc 400 gram cũng vẫn được ha. Còn cái phần của mình là 200 gram, còn cái này là 20 gram mè bỏ vô. Phần mè này nếu mà các bạn thích thì bỏ, còn không thích thì khỏi bỏ cũng vẫn được ha. Rồi bây giờ mình đi ướp đường nha. Đu đủ với gừng đổ vô cái tô lớn gì đây nè. Khóm mình cũng bỏ vô luôn ha. Đường mình bỏ vô mình trộn luôn nha. Mình trộn lên cho nó đều, mình ướp 6 tiếng nha. Cho nó tan đường hoàn toàn hết rồi mình mới đi ngào mứt được nha các bạn. Rồi bắt đầu mình trộn đều, mình để đây đi. Trong khi mình ướp mình đợi 6 tiếng thì lâu lâu mình cũng phải lại mình trộn lên cho nó đều nha. Rồi mình để đây đi cho nó tan đường ra, cho nó thấm vô gừng với đu đủ rồi mình mới đi ngào mứt. Gừng mình ướp đường nó đã tan chảy ra gì đây rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình bắt cái chảo lên mình ngào mứt nha. Nó đã chảy nước ra nè. Miếng đu đủ mình thấy cũng đã trong rồi nè. Rồi bây giờ mình đi xào mứt. Giờ mình đổ gừng vô cái chảo là mình ngào mứt nha. Trước khi mình ngào mứt á, thì mình cũng phải chuẩn bị ha, hai trái chanh nè. Hồi mình dắt nước vô nha, hồi cho gừng nó sôi bừng lên đi rồi mình mới dắt nước chanh vô nha. Bao nhiêu đây là mình dắt hai trái chanh vô là được rồi ha. Mình dắt chanh vô á, cho gừng mình không có lợi đường á, cho nó được dẻo hơn á. Rồi khi mình ăn mứt gừng này nó có cái hơi cái vị chua chua rất là ngon đó. Rồi bây giờ mình ngào cho mứt gừng mình nó sôi bừng lên đi. Rồi bây giờ mình đi dắt nước chanh ha. Gừng nãy giờ mình ngào được một chút thì nó đã sôi bừng lên này nè. Lúc này mình cũng tiếp tục mình để lửa cho nó to ha. Chừng nào mà gừng nó sền sệt á, nó kẹo kẹo lại thì mình để lửa riu riu ha. Lúc đầu thì mình để lửa cho nó trên trung bình á, lặn cho nó sôi bừng lên. Rồi cái từ 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 mình tớp lửa từ từ ha. Mình ngào mứt thì mình phải làm lửa riu riu thôi, từ từ thôi nha các bạn, mình đừng có làm lửa mà to quá ha. Chứ từ từ cho gừng nó thấm nước đường nó mới ngon. Rồi tiếp tục mình ngào chừng nào tới kẹo kẹo mình quay lại. Nãy giờ mình ngào được một chút thì nước đường nó cũng thấy kẹo kẹo lại này nè các bạn. Nó đã sôi bừng lên này nè. Kẹo kẹo gì đây là mình bỏ nước cốt chanh vô đường nha các bạn. Rồi tiếp tục mình ngào cho nó tới kẹo luôn ha, tới mức dẻo luôn, để cho nó dẻo lại. Mình đổ chanh vô á các bạn, mình dắt nước chanh vô là cho cái mức mình xào nó không có lợi đường á, giúp cho mức mình được dẻo hơn. Rồi mình ăn mức dẻo này có cái vị chua chua nó rất là ngon. Còn mình bỏ khóm vô đây á thì giúp cho cái miếng mức mình nó trong, nhìn thấy nó trong ngon. Rồi tiếp tục mình ngào cho nó tới mà mứt luôn nha. Cho nó dẻo lại mà để lửa riu riu thôi nha các bạn. Xào từ từ. Mứt dẻo nãy thì mình ngào gì đây là được rồi nè các bạn. Nè, nó đã khô nước hết nè. Vì đây là mình tắt bếp nha. Tắt bếp mình tiếp tục mình sơ ha, mình đảo lên. Mình đừng có để cho nó khô quá ha. Vì đây là được rồi nè. Cái lúc mà nó nguội thì nó ráo lại từ từ ha. Rồi bây giờ mình bỏ đậu phộng vô nha các bạn. Phần đậu phộng các bạn thích ăn nhiều thì bỏ nhiều ha. Mè nó bỏ mè vô luôn. Trộn lên cho nó đều. Rồi gì đây là được rồi đó. Rồi mình để cho nó nguội thật nguội rồi mình gấp cái dĩa ha. Món mứt gừng dẻo nãy giờ mình xào mình để nguội và mình cũng đã gấp cái dĩa nè các bạn. Các bạn thấy cái màu mứt gừng mình xào cái màu nó lên màu vàng rất là đẹp ha. Cái những sợi mứt gừng nè các bạn thấy là nó trong rất là ngon nè. Món mứt gừng dẻo mình đã chia sẻ với các bạn, mình đã làm hoàn thành rồi đó.
Nếu mà các bạn nào có xem video của mình thì các bạn tranh thủ làm cho gia đình mình ăn trong dịp Tết để uống trà. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình xin chào và hẹn các bạn vào video sau.